À đi bơi nữa đúng không? Chơi bóng, trời ơi ông khoái chơi bóng lắm. Thiệt luôn. Này này nhá, chơi bóng là chơi quả bóng, không ông nào nghĩ tung nhá. Ờ thì nó chơi bóng là chơi bóng thôi chứ tôi có nói là chơi bóng là chơi bóng đâu. Chào mừng mọi người quay trở lại với phiên tòa chia tay giữa Zaki và BH. Mối quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt tại thời điểm này. Là tại ai? Tại ai là ông là cười? Cười đúng không? Ông thấy chia tay ông lại rất là mừng đúng không? Hả? Hả? Tại sao? Ông còn cười rõ ràng ông là người ngăn chặn tôi đến với gọi là mong muốn của tôi như thế là như nào? Thôi chị nói rồi, các bạn hãy về phe ai, các bạn hãy bấm like nếu về phe mình, bấm dislike nếu hèo mũi đen đi. Mọi người dislike nếu mọi người đi like clip này, nếu mọi người theo phe của Zaki, tôi không chấp nhận cái việc đấy. Ok, đây là việc bắt đầu phân chia tài sản. Có 3 trận, mỗi trận 5 phút, đấy càng nhiều đồ càng tốt, ok chưa? Ok, đây, rồi. Okay. Chúng ta ly dị từ đây. Bây giờ nhặt càng nhiều đồ càng tốt. Chưa sáng đi. Chia tài sản. Ông tưởng ông dọa tôi sợ á. Ông nhầm rồi. Để coi ai làm chồng ai làm vợ vô đây. Đứa nào làm trên đứa nào làm dưới. Đứa học công đứa nào tụ. No, tao ông là suy nghĩ này rồi. Ông đoán xem là tầm sau cái clip này tầm bao nhiêu cái fan art giữa ông và tôi xuất hiện nữa. Quá trời luôn. Ôi ôi, nhìn sách luôn kìa ông ơi. Fuck. Ôi, đứng thời gian rồi, tôi vô trước nè. À, tôi chạy đi. Ok nha, tôi đứng đây nè. Ê, sạch cái đây. Nhà sạch thì mất sạch con cơm à? Rồi, được rồi. Rồi, tôi đứng đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Ê, headphone ông lấy rồi hả? Chết cái headphone rồi. Ông chết rồi. Nghĩ là radio, laptop đâu? Cái remote lấy được không? Remote nè. À. Oh, remote của tôi nha, tôi sẽ điều khiển TV. Ông không có TV đúng không? Ông sợ đúng không? Đây có gì không? Đâu để coi. Tôi sẽ lấy cái laptop của ông để không xem bị bạ nữa. Rồi. Nó tại là nó tại đây rồi. Có cái máy này tôi làm YouTuber rồi. Tôi vừa lấy cái kính thực tế ảo cho ông khỏi sống ảo luôn. Này suốt ngày xem hentai đúng không? Đây printer này. Dùng để nghiên cứu khoa học và xã hội nha ông. Sao ông lại khóa tủ sắt rồi, tao không thấy gì ông nói. No, được rồi, có gì lấy không? Dạ. Có gì cả? Có gì không, được còn gì không? Nhiều thứ quá, lấy không được gì hết. Tôi đang spam nè, lấy gì đây? Không có cái gì cả. Không có gì để lấy hả? Thôi đi xuống. Đi xuống. Đi xuống chứ này có nhiều thứ hay lắm vào đi xuống chắc ở dưới nhiều hơn rồi, chắc chắn rồi. Ở dưới đây không đi đâu. No, ông nói gì vậy? Ông đồ tham lam, đã mập rồi tham lam đó, ông ăn hết vô bụng đi. Đây. Đó rất là man, đi lại cũng khó luôn. Ông ăn hết vô bụng đi, mệt quá. Đâu sao không có gì hơn vậy? Ông ăn hết rồi hả? Ra vượt. Đây nè. Ôi, bán trượt. Lấy gì vậy? Đủ tham lam. Không, tôi này nha, tôi cũng cần phải xấu nhá. Bạn nghĩ mình bảo phải xấu ạ? No. À, lấy. Tôi lấy gì hết? No. Chẳng có gì lấy vậy? Tham lam. Tôi còn đang tìm cái gì đây, kêu cái gì? Thiệt luôn, đồ khó lấy vãi. À. Có bóng đá tính không? Không à? Không. Bóng. Ông tham lam chơi bóng nữa. Này, chơi bóng. Bóng nó có cái mùi vị của bóng. Ô, Darita rồi. Hay quá. À, có cái đèn pin. À, đèn pin nè. Ông khỏi soi nha. Không được hét nữa. Hét như thế hại cho sức khỏe mẹ nó. Ôi, đến giờ này còn lo lắng sức khỏe nữa ơi. Này. Ôi, nằm im một chỗ để chồng lấy đồ chồng tiền. Sao đồ chắc nhiều, đồ rất là nhiều nhưng không lấy được gì. Alarm clock này, alarm worker này. Năm đồ rồi. Năm đồ rồi, cô nghĩ. Bốn đồ rồi, bốn. Đúng là đồ tham lam, mập lấy nhiều. Kiểu đồ tôi á, tôi chồng gì nhá. Lấy không được gì á, không có gì đồ gì á. Thấy là có rồi, ha ha, cái gì đây. Đồ ra này gì? Đồ ranh là cái gì?
Đồn à là cái mùi. Thứ mùi hả? Cô lấy cái đấy của tôi thì người tôi... Đúng rồi. Đúng rồi. Hay lắm. Lấy gì vậy? Tôi lấy ván trượt. Ván trượt. No, rồi. tôi đánh trượt khắp nơi thế giới mà ông làm vậy. No. Ơ thưa ơi, còn đồ đâu nhở? Có đem tìm. Con cái chúng ta đâu? Con cái chúng ta đâu? Thấy cái nồi không có ai hay cả. Lại đây là một cái mũ, một cái gì ấy, nướng bánh à, một cái ô, một cái ấm trà. Chúng ai sẽ là người chiến thắng? Cái nón. What the fuck? Chắc chắn là tôi sẽ là người chiến thắng rồi. Ngồi ngay đi, cũng biết rồi. Nghĩ cũng là ai? Tôi là một người ông sẽ không bao giờ. Đây rồi, thôi nhá. Này. Rồi hack rồi, ông này hack rồi. Chạy ra sao? Mới game mới ra là có tool. Này nha, tôi là con người chơi game gọi là giải đố, gọi là kinh nhất vịnh Bắc Bộ ấy ạ. Đây là mắt tôi tinh là chuyện bình thường. Alo, lấy cái gì đây? Ông vừa lấy cái gì đây? Cái mũ hả? Giờ còn một cái ô này, một cái máy nướng bánh với cả cái ấm chè. No, ấm chè, để làm gì? Ông uống rượu không uống chè cái gì? Này nhá, không uống hay uống rượu không có nghĩa là tôi ít khi uống chè. Đạo đức giả. đạo đức giả. Này nhá, này cười nhá, sao lại thành đạo đức giả rồi? Đạo đức giả. Trời ơi, nhà còn ba thứ không tiêu không ra. What the hell? Cái cúp trà phải không? Ủa, sao lại không được? Cái này không phải cúp trà. Yeah. What? Cái gì vậy? Chúa. Ông có lấy 7 cái món ở đây, tôi sẽ lấy hết ngôi nhà. Ok. Ok. Này. Lại cô một cười à. Tôi chọn ông cái hết á. Giờ còn tiền bao nhiêu thì ai người lấy bao nhiêu đồ người ta đều người lại lấy bao nhiêu? Tôi chọn ông hết đồ đó, tôi lấy nhà thôi được rồi. Cô thể sống bao giờ chết. ông phải cố gắng lên. Để thế này thì ông và đi với sau rồi sao? Bị gì vậy? Wait. Damn right! Yes! Sao đụng vào cái dây... Ôi, rồi tôi chắc yes. Ông chặt vào rồi. Yes! Cái ớt, chảy ra đụng vào cái dây nguồn máy tính. Ôi, rồi chúng ta lại quay trở lại với... sân chia tài sản. Ở đây... Ủa mà ông lại từ đầu mà ông mất cái đó thì sao, là lát nữa người ta biết tình hình thế nào? Thế về cơ bản thì trận đầu tiên mình quay Zaki đã gần bắt kịp được mình, nhưng mà có bắt đầu tiên tôi thắng nha. Lại Zaki, tôi chê cái gì ra cái đấy nhá. Tôi đã cho là coi như là tôi bò bơ cái trận đấy rồi, chứ không, nhưng mà ông không được quyền lấp liếm cái kết quả trận đấu như thế. Zaki Zaki hư. Ôi rồi nè, ôi chạy vô. Tôi sáng là con thôi. Đây laptop laptop này hết xem hentai nè. No more hentai. Đây rồi, tôi kiếm được cái nướng bánh mì rồi. Ôi chết ông ơi, chế độ này là vị trí như cũ nha ông. Thế? Tôi thấy vị trí quen lắm, vị trí như cũ á. Vãi trưởng. Rồi tôi sẽ có đuôi coi anh nhanh hơn nha. Tôi kiếm được cái ô này. Không phải ông ạ. Phải không? Không phải. Tôi thấy laptop cái đèn pin y chang nhau mà. Vừa nãy ở ngoài này là tôi thấy cái đàn guitar cơ, nhưng chẳng hiểu sao giờ nó lại là cái ô. Tôi ăn nhiều rồi, tôi ăn được 2 rồi. Ok. Tôi cũng ăn được 2. Ta tưởng mình ăn được 2 á, giờ mình nhá. Tôi sẽ vận dụng cái đầu óc của tôi để tìm ra.
Thầy sẽ khả năng tìm kiếm đồ giải đố của Khánh sẽ được đẩy mức cực hạn. Oh shit, đúng rồi. Khánh tên Khánh này chuyên gia chơi mấy cái game tìm kiếm. À máy in nè. Cái display. Khỏi in ấn vậy nha. Thôi đừng để tớ còn in chuyện ném tay được xem chứ. Nào, không cho in. Cửa nè. Ok hả? Trời ơi, mấy cái xác này không có ai làm gì đây? Mấy anh ở đây. Ở đây không thấy rồi, ông này bị mù rồi. Mù lòa ở đây. À để coi gì rồi gì đây không? Anh Nhường ơi. Nhường ơi. Ui, đây khăn nó mùi nè. Đừng thế nữa. Lăn khử mùi nè. Lấy đồ thế tí nữa tớ ra ngoài đường tớ bán cái gì tớ sống được đấy cậu. Ờ bán đi. Ờ tớ ơi. Đi đâu vậy? Ủa, ơ khăn quay lại coi. À tớ tưởng đâu mà ảo. Ui, guitar phải không? Ôi, cái remote. Đây của tôi rồi, sáng rồi. Tin ta sẽ đuổi cái lã mập này ra khỏi nhà. Này cho bà tưởng bắt đuổi tôi ra khỏi nhà dễ á? Nhầm nhá. Bà chỉ dẫn tôi 4 đồ thôi, đừng có tưởng. Con heo này sẽ bị đuổi ra. Tôi đi kiếm cô nhá. Nếu ông có phan sinh thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Reality. Tôi vẫn có thể nghiên cứu khoa học cơ thể con người. Nào, nói này hay lắm. Đây, 7 món rồi nha. 7 món rồi. Ok, đây có gì không? Không có gì hết, ok. Nào. Biết đây rồi, kè biết bán hơi nhiều thịt. Này, đừng có hát coi. Ôi, xe phòng vô mỏ không được. Ờ, được rồi nè. Đây. Ờ, có gì, từ. Nè. Ồ, 1, 2. Bà ôi trống đống luôn. Ok nhớ ông này lại, giống ông này lại. Ơ đó ấy máu không được. Ê, no rồi được rồi. Chạy. Ok ở đây chắc chắn ở đây là có cái gì đó. Một cái ván trượt, một cái đồng hồ phải không? Ok ván trượt đồng hồ chơi vợ ơi cho nên tao no chúng ta không thuộc về nhau. Dần đi chơi. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Ta không thuộc về nhau. Cái bán trượt đâu rồi? Mày nói đâu rồi? Ông chị giấu đúng không? Này nhá, lỗi nhá. Con người đẹp trai của tôi á, cần gì phải giấu giếm cái gì? Thật hèn hạ. Chị giấu phải không? Đây. Tôi mà tìm ra là biết tay tôi. À đi bơi nữa đúng không? Chơi bóng trời ơi, ông khoái chơi bóng lắm. Thiệt luôn. Này này nhá, chơi bóng là chơi quả bóng, không ông nào nghĩ tới công nha. Ờ thì nó chơi bóng là chơi bóng thôi chứ có nói là chơi bóng là chơi bóng đâu. Ờ thì nói là chơi bóng thôi chứ tôi không phải nói bóng là chơi bóng rồi. Trời ơi. Cứ nhổ. Đồ sao giờ khó tìm vậy? No, không hổ. Chắc chắn là có rồi, ở đây chắc chắn rồi. À, ok. À, tủ này. Không có gì hết. Ok. Tủ này. Cái này không phải à? Không có. Đây không phải à? Rồi, 6 giờ nha. Ồ. Đây 18 giây, 17. Tôi sẽ cho ông sẽ bị tâm lý nè. 14, 13, 12, 11. Tôi sẽ ngăn cản ông tìm cái gì? Nè, đừng tìm nữa. 5 6 5 4 3 2 1. Không. Này. Yes. Này thì nằm đi. Hỡi tên heo mập kia. Chúng ta đã chiến thắng cái ách đồ hộ của tên mập. Lần đầu tiên tôi thắng. Tôi tề. Cái gì? Không, giác kỳ rồi gây hại. No, tôi có làm gì đâu. Ta chung sống 5 năm trời rồi, lễ tình vợ chồng 5 năm ta thôi không, có David. Jesus Christ. Sao lại còn waiting for player này, sao nó lại đít con đây cả, fuck. Okay. Vẫn là những món này thôi à. Bà vợ. Đây. Nhìn ghê quá. Con lo. Nhìn xuống cái coi.
nhìn đây tôi nhìn đây, nhìn cái coi, nhìn thức hình như tay. Dùng lại phía đây hay vậy. Làm sao tôi tôi ngoài coi vậy. Sao chạy sao chạy, tôi làm gì đâu. Trời ơi, tôi... Đây, ông biết tại sao cái bóng này có 6 màu không? Đó, ông hiểu rồi đó. Đây. Sao vậy? Cái bóng này có 6 màu nè. Nè, bóng này có 6 màu. Là ông hiểu rồi đó. Phải đâu ông? Bóng này có 6 màu liệu ơi. Này, tại sao lại lén ăn đi lấy đồ thứ? Đây, đây, của tôi. Đi lấy đồ, ông kiếm vãi liền nhách thế. Này. Này, tôi nhớ vị trí nha. Này nha, không chơi vậy nha. Có cái cô mới cái đẹp pin này tôi dùng thì tôi sai nha. Chắc chắn là như nhau rồi. Cái quần kìa. Kêu tủng gỡ, tủng gỡ cả ban. Đúng rồi, nghe dễ làm ta nghi liên tưởng. Nào, đừng lại. Nào. Đồ đâu hết rồi, sao bây giờ tìm khó vậy. Sao đồ vật tự nhiên mất tiêu hết trơn rồi, nhà mình có ăn trộm hả? Ông lén đâu cầm đồ tôi đi bán nè. Tất cả giờ cầu tiêu sao? Ôi giờ có vậy sao cô lại đi vệ sinh mà không dội? Lẹ dơ quá trời ơi, các bạn đừng lại gần cái bà này, dơ quá. Nè không tin nè, qua đây như nhà vệ sinh đi, qua đây nè, qua đây nhìn nè. Cái nhà vệ sinh này trời ơi đen thui à, trời ơi ghê quá. Cái gì đấy, qua đây nè. Đâu? Nè, nhà vệ sinh nè. Đó, nhìn đi. Nhìn vô. Đi đâu? Đóng cửa lại. Ơi, đóng không được. Thôi, lên lầu. Không, nhìn xuống anh mới thấy. Này, tôi nói sự thật. Đây, kính thực tế ảo phải không? Đây. Kính thực tế ảo. Đâu? Thẳng rồi, có mũ nè, mũ rơm nè. Đây, tôi thắng chắc luôn rồi. Ô, bút. Ô, vậy mà. Tôi đen, tôi phải được lấy cái mũ chứ. Vậy mà, vậy mà đều nhau. No. Nếu tôi thua là tôi sẽ chơi trò phá ông. Này. Đây. Vậy nhỉ? Người đấy nhỉ? Đúng rồi. Cái rồi. Này. Hay. Năm rồi. Lâu năm. Năm giờ có phải là ít đâu. Năm trăm mà sống ảo quá. Thật ra. Không ơi. Đó chính là cái sự thất bại của camera 360. Khi tôi nhìn trên mạng tôi đã thấy Phương, ta thấy Ngọc Trinh nhưng mà ngoài đời tôi thật sự rất là thất vọng về cô. Ra thấy Tùng Sơn. Thật sự tôi rất thất vọng. Như đây là một vấn đề. Camera. Trên mạng thấy Ngọc Trinh, xong rồi thấy Tùng Sơn. Tại sao? Vấn đề gọi là rất là hay thường gặp ở trên mạng, mọi người nên chú ý đừng có tin vào bất kỳ những cái gì. Và mọi người đang có với mình là một ví dụ điển hình. Mày hãy tránh xa. Tôi đã thôi, tôi không nói gì ông, cái ông cà với tôi nhá. Nào. Này, sao lại như thế này nhỉ? Tôi có nói gì đâu. Sao biết thế này hả, Giang Ký? Mới... À, tại sao lại thế? Tôi có làm gì đâu, Sao tạm rồi, tao thắng rồi, nhảy. Cứ vui đùa đi. Cứ vui đùa đi. Tôi mãi chỉ mang cái gì nữa này, tôi mãi mới biết được cái alarm clock. Cái nhà này sẽ không bao giờ là cô sẽ thấy nó đâu. Đây mở ra. Bao nhiêu còn 40 giây thôi kìa. Trời ơi, sắp xong rồi. Rồi, mình sẽ phá. Nào. Đổ đâu hết trơn rồi. Ôi tôi khá là chắc chắn tầng trên vẫn còn đồ nha tôi. Nhưng mà mọi cái đồng hồ, phải cái này không? Không phải, đồng hồ để ở trên bàn người ta. Đây là cái tủ quần áo. Ôi, tôi ra ngoài đây chắc chắn là ở ngoài có rồi. Không có ở ngoài đâu. Ở ngoài đâu, ở trên này này. Dừng cái này này ra kia trên đường này nhiều lắm mày này. Chưa lên mấy nhà nè. Ok, chưa qua nhà kho luôn. Chưa qua nhà kho. Cái cửa sổ này. Mà nhà ai mà để nhà bếp ở ngoài này ha? The hell. Cái nhà bếp đâu? Thì nhà bếp ở ngoài rồi. Yes. Chi là sẽ thành công. Now. Ok. Thu chưa? 40 giây thôi mà. Sao mình với người ta gì đâu? Từ nay là ông sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Không. Ra ngoài đi, hãy sống với một cuộc sống hạng sang ở ngoài đi. Mình không để ý thời gian gì cả. This
ra khi chơi mà đã sai rồi còn nó nhiều hiểu không? Tôi không cần hiểu không? À không cần đi ra ngoài, đó là tiền của tôi mà đúng không? Một người vô gia cư như ông là không có tôi là chết ở ngoài từ lâu rồi hiểu không? Ôi, vậy là kết thúc rồi đó. Vậy là mình đã thắng trong cuộc phân chia tài sản với lại mũi đen rồi. Rồi, để xem. Lần sau sắp tới là mình sẽ co-op với lại mũi đen về cái gì. Và để xem. Tụi mình chắc chắn là sẽ có những cuộc đấu trí với nhau nữa. Để xem các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Ok, thì nếu mà thích cái series này của mình á, để lại một like, một share để mình có động lực làm tiếp nha. Ok, bye bye mọi người. Bye.